Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog Thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên Các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập tiếng Việt lớp 5 tuần 10 trang 66-67 Ôn tập giữa học kỳ 1, tiết 4. Một nhỏ, viết vào mỗi ô trống 2 đến 3 từ ngữ về các chủ điểm đã học theo yêu cầu dưới đây. Đầu tiên là chủ điểm Việt Nam Tổ quốc em. Các từ ngữ thuộc chủ điểm Việt Nam Tổ quốc em là danh từ. Mẫu đây là đất nước. Rồi. Ngoài từ đất nước ra, chúng ta còn có các từ ngữ khác thuộc chủ điểm này. Như là tổ quốc, giang sơn, quốc gia, quê hương hay là quê mẹ vân vân. Các từ ngữ thuộc chủ điểm này là động từ hoặc là tính từ. Mẫu là tươi đẹp thì ngoài từ tươi đẹp ra chúng ta còn có các từ ngữ là bảo vệ xây dựng anh dũng kiến thiết hay là bất khuất vân vân rồi sang chủ điểm cánh chim hòa bình các em viết các từ ngữ thuộc chủ điểm này là danh từ mẫu là hòa bình ngoài từ hòa bình ra Chúng ta còn có các từ ngữ thuộc chủ điểm này là danh từ như là trái đất, hữu nghị, tương lai hay là khát vọng, vân vân. Rồi các em viết các từ ngữ thuộc chủ điểm cánh chim hòa bình là động từ hoặc là tính từ. Mẫu là hợp tác. Rồi ngoài từ hợp tác ra, chúng ta còn có các từ ngữ thuộc chủ điểm này là động từ hoặc tính từ như là thái bình thanh bình, hạnh phúc, đoàn kết, vân vân. Rồi tiếp theo đến chủ điểm con người với thiên nhiên. Các từ ngữ là danh từ thuộc chủ điểm này. Mẫu là bầu trời. Ngoài từ bầu trời ra, chúng ta còn có các từ ngữ là danh từ thuộc chủ điểm này. Là biển cả, sông ngòi, núi rừng, kênh rạch hay là vườn tược, vân vân. Tiếp theo chúng ta còn có các từ ngữ thuộc chủ điểm con người với thiên nhiên là động từ hoặc tính từ. Mẫu đây là chinh phục. Rồi chúng ta còn có thêm là bao la, vời vợi, thăm thẳm, khắc nghiệt, hùng vĩ hay là bắt ngát vân vân. Tiếp theo là thành ngữ hoặc là tục ngữ thuộc chủ điểm Việt Nam Tổ quốc em. Mẫu là yêu nước thương nòi. Thì ngoài yêu nước thương nòi ra chúng ta còn có các thành ngữ tục ngữ khác thuộc chủ điểm Việt Nam Tổ quốc em. Đó là quê cha đất tổ hay là chôn rau cắt rốn, ná rụng về cội. Hay là châu bảy năm còn nhớ chuồng, vân vân. Rồi các thành ngữ tục ngữ thuộc chủ điểm là cánh chim hòa bình Mẫu là bốn biển một nhà Ngoài ra chúng ta còn có là kề vai sát cánh Trung lưng đấu cật Hay là vui như mở hội Các thành ngữ tục ngữ thuộc chủ điểm con người với thiên nhiên Mẫu là nắng tốt dưa Mưa tốt lúa Ngoài ra chúng ta còn có là chân cứng đá mềm Cài sâu quốc bẫm hay là lên thác xuống gạch vâng, vâng. hai nhỏ viết những từ đồng nghĩa trái nghĩa với mỗi từ trong bảng sau từ đồng nghĩa với từ bảo vệ là giữ gìn gìn giữ che chắn che chở hay là ngăn cản rồi từ trái nghĩa với từ bảo vệ trái nghĩa với bảo vệ là phá hoại, tàn phá hay là hủy diệt, phá hủy, tiêu diệt, vân vân. Từ bình yên đồng nghĩa với từ bình yên là bình an, yên bình, thanh bình, yên tĩnh, nặng yên hay là tĩnh nặng, vân vân. Trái nghĩa với bình yên là bất ổn, náo động, náo loạn, ồn ào hay là náo nhiệt, vân vân. Rồi tiếp theo là từ đoàn kết Đồng nghĩa với đoàn kết là Đùm bọc, bao bọc Trung sức, liên kết Vân vân Rồi trái nghĩa với đoàn kết là gì? Trái nghĩa với đoàn kết là chia rẽ này, xung đột này, phân tán hay là nghi ngờ. từ bạn bè đồng nghĩa với bạn bè là là bằng hữu bạn bè bạn hữu hay là bầu bạn trái nghĩa với bạn bè là là thù địch kẻ địch hay là kẻ thù từ mênh mông đồng nghĩa với mênh mông là là bao la bát ngát thanh thang vân vân trái nghĩa với mênh mông là là chật trội chật hẹp hạn hẹp hay là eo hẹp vân vân rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.